Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Hoàng. Hiện tại thì Lê Hoàng đang công tác tại phòng thu Lê Hoàng Studio. Và ngày hôm nay Lê Hoàng làm clip này để test cho quý anh chị và các bạn nghe 16 chế độ Eco Revert có thể điều chỉnh được tùy theo ý thích của mình trên con sao cạc Icon U-Bot Nano này. Thì nhìn từ vẻ bề ngoài anh chị sẽ thấy là con sao cạc này nó cũng tương tự giống như là con sao cạc Icon U-Bot Pro trước đây mà Lê Hoàng đã giới thiệu cho anh chị và các bạn. Nhưng sau khi test và so sánh giữa hai con thì Lê Hoàng thấy là con Icon U-Bot Nano này cực kỳ tuyệt vời. Trên con Icon U-Bot Pro nó có 72 chế độ hiệu ứng ở trên này. Nhưng mà theo như Lê Hoàng thấy thì 72 chế độ này chúng ta sẽ rất là ít xài trên cái con này. Và âm thanh nó rất là khô và nó sẽ không có được hay bằng cái con Icon U-Bot Nano này. Lý do vì sao? Vì con Icon U-Bot Pro là nó set sẵn hiệu ứng ở đây, chúng ta không thể điều chỉnh được gì hết. Nhưng ở đây con Icon U-Bot Nano này nó có 16 chế độ Eco Revert ở đây. Đây, và đặc biệt là nó có hai cái nút này đứng ở kế bên nút hiệu ứng để điều chỉnh độ ít nhiều, nhanh hay chậm của cái hiệu ứng đó, rất là tuyệt vời. Và bây giờ Lê Hoàng sẽ thị phạm ngay cho anh chị và các bạn xem luôn. Ở đây là Lê Hoàng đang để hai cái nút này là ở mức số 0 hết để chúng ta nghe 16 cái chế độ mà khi chưa có hai cái nút này. Thì khi mà chưa có hai cái nút này á thì 16 chế độ nó cũng tương tự như nhau, tại vì hai nút này là nó tác động lên cái này, cho nên khi chúng ta tắt cái này thì cái hiệu ứng này nó sẽ rất là nhỏ và chỉ có một ít hiệu ứng thôi. Đó, cho nên khi hát chúng ta sẽ tùy chỉnh vào hai cái nút này. Thì 16 chế độ này nó không dừng ở 16 cái nữa, mà tùy theo cảm âm của chúng ta sẽ chỉnh hai cái nút này nè, ít nhiều gì đó, thì tính ra nó sẽ có rất nhiều hiệu ứng theo ý của chúng ta luôn, chứ không còn là 16 chế độ Eco Revert nữa. Đó, thì đây là một cái ưu điểm của con Icon U-Bot Nano mà Lê Hoàng thấy là một con sao cạc đáng xài và âm thanh của nó cực kỳ trong trẻo, trung thực và rất là hay. Bây giờ Lê Hoàng đang để ở chế độ hiệu ứng số 1. Alo, 1, 2, 3, 4. Bây giờ Lê Hoàng sẽ, cái nút này là chỉnh cái độ ít hay nhiều của cái hiệu ứng đó. Đây là chế độ chỉnh nhanh hay chậm của cái hiệu ứng đó. Hiệu ứng ở đây thì sẽ có là Echo và Revert, ví dụ như bây giờ là số 1. Alo, 1, 2. Bây giờ Lê Hoàng sẽ nhấn cái này lên ha. 3, 4, 5, 6. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, độ nhanh hay chậm. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, thì anh chị có thể điều chỉnh theo ý của mình. Rồi, bây giờ Lê Hoàng chuyển sang cái hiệu ứng thứ hai trên con này xem như thế nào ha. Rồi. Alo. Đây là cái lúc mà số 0. Alo. 1 2 3 4 thì nghe nó thô đúng không? Thì chúng ta sẽ lên nè. Độ ít hay là nhiều của Eco Revert. Alo. 1 2 3 4 5 6 7. Thì thường thường người ta để cái này ở mức 12 giờ hoặc là 1 2 giờ thôi, chứ không ai để hết lóc hết. Rồi. Bên này. Alo. 1 2 3 4 5 6. Đây, tới này chúng ta sẽ nghe cái Eco Revert rất là hay. Alo. 1 2 Ngã tư đường mình gặp lại nhau. Câu hỏi cũ anh hỏi em hôm nào. Em vẫn còn yêu anh phải không? Anh không trả lời. Rồi gì đó, ok ha, Lê Hoàng test thôi nên hát nó hơi lung tung beng tí, anh chị và các bạn bỏ qua ha. Alo, 1, 2, 3, 4. Rồi chúng ta qua hiệu ứng tiếp theo ha. Rồi ở số 0 thì như thế này. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi lên một tí Eco Revert ha. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi độ ít nhiều của Eco Revert ha. Alo. À, xin lỗi, cái này là độ nhanh hay chậm ha. Alo. 1 2 3 4 5 6. Alo. 1 2 3 4 5 6. Thành phố buồn nhớ không em. Đó, ok ha. Rồi, hướng tiếp theo làm nhanh lên. Alo. 1 2 3 4 5 6.
6 thì cũng tùy theo chúng ta chọn cái hiệu ứng nào ha, ít nhiều gì đó tùy chúng ta. Rồi tiếp theo. Alo. 1 2 3 4 5 6 7 8. Alo. 1. Rồi chúng ta qua tiếp theo. Alo. 1 2. Đây. Cái hiệu ứng này là cái hiệu ứng mà Lê Hoàng hát rất là nhiều luôn nè. Lê Hoàng rất là thích cái hiệu ứng này. Hiệu ứng này nè, đó. Vặn hết nhỏ đi. Alo. 1. Rất là trung thực ha. Chúng ta lên xíu nè. Lên. Alo. 1 2 3 4 5 6. Rồi, nhanh hay chậm? Alo. 1 2 3 4 5 6. Hồng trần trên đôi cánh tay, hòa đời em trong phút giây. Từ ngày thơ ấy còn mộng mơ đến khi ta thờ ơ. Thương em bờ vai nhỏ nhoi, đôi mắt hoa mây đen. Thương sao mùi gia lý hương vương vấn mãi bên thềm. Rồi ok ha, Lê Hoàng test cho anh chị các bạn nghe thôi. Chị Lê Hoàng thích hiệu ứng này nhất nè. Alo. 1 2 3. Và ra như chưa từng quen, chưa quan tâm nhiều về nhau. Chắc có lẽ giờ đây ta đang hạnh phúc. Có đôi khi lòng anh thấy xót xa. Giờ đây em sống bên người, em có nở nụ cười, em có vui bên tình nhân không? Ngày em bỏ anh đi là ngày em khóc rất nhiều, giọt nước mắt này thấm trong tim anh. Rồi Lê Hoàng test thôi nha. Tiếp theo, qua hiệu ứng tiếp theo. Đây, cái này Lê Hoàng cũng rất là thích luôn, không kém như hiệu ứng ở trên. Cái này là Lê Hoàng hát rất là nhiều luôn nè. Alo. 1. Cái echo đẹp vật, cái này khá là hay luôn anh chị các bạn xem nè. Alo. Anh chị nhớ đeo tai nghe vào để cảm nhận hết âm thanh mà Lê Hoàng đang test cho anh chị và các bạn nghe nha. Alo. 1 2. Giống như là trên một cái dàn nhạc sống lớn mà mua 100 triệu luôn đó anh chị. Đeo tai nghe vào nha, chúng ta sẽ cảm nhận. Lê Hoàng không có nói gian hay nói thêm gì đâu, anh chị cứ nghe trực tiếp đó. Âm thanh rất là hay, giống như là một dàn nhạc sống mà xịn luôn. Cái echo reverb của nó nghe rất là nhuyễn và chúng ta nghe rất là hay luôn nè. Nó ok. Alo. Lô. Alo. 1 2 3 4 5 6 6. Alo. 1 2 3. Vàng cây lá bay, đôi tay gầy guộc mang suy tư về. Nhắc lại chuyện cái ao, lòng anh bỗng thấy nao nao. Cái ao uổng công anh đào, đào đêm đào ngày anh cũng ráng cho mau. Đào sông anh thả cá. Nó, anh chị các bạn nghe ha. Ngày em ra đi, em chỉ mang con tim hành lý. Có những tôi nghe mưa rơi thật buồn, quạnh vắng góc quán quen mình tôi. Tôi đi tìm trong tôi, tìm trong hơi men cay, một hình bóng đã mãi xa tầm tay. Dù đã có lúc tôi cố quên cuộc tình, chìm đắm trong những môi hôn dối lừa, nhưng nghe lòng thêm đau. Đó thì Lê Hoàng đang test nha. Đây là hiệu ứng mà Lê Hoàng ưng ý lắm luôn á. Lê Hoàng rất là thích hát cái này. Mỗi lần hát cái con này là Lê Hoàng sử dụng hiệu ứng trực tiếp trên nó và Lê Hoàng hát luôn. Đó, mình có thể chỉnh ít nhiều theo ý của mình ở đây, không vấn đề gì cả. Đó, anh chị thấy vang nhiều quá, chỉnh ít lại. Đó. Alo. Alo. 1 2 3 4 5 6. Đó, 6. Alo, đây là hiệu ứng này mà Lê Hoàng dùng rất là nhiều nha. Cho nên cái con này là đáng đồng tiền bát gạo để anh chị và các bạn mua luôn. Không có phải sợ hiệu ứng nó không hay đâu, rất là hay. Giống như trên con sao cạc K10 nó có 16 chế độ Eco Reverb, nhưng mà nó không có hai nút này thì chúng ta không có thể chỉnh được. Nghĩa là trên đó người ta đã set sẵn như vậy rồi. Còn ở đây là chúng ta chỉnh được ít nhiều tùy ý luôn. Có người thích vang nhiều, có người thích vang ít, thì nói chung là tùy cảm âm thôi. Thích cái nào chọn vào cái đó là chúng ta có thể hát rất là ok rồi. Anh chị thấy không? Đây, đó. Rồi tiếp theo. Alo. 1 2 3 4 5 6. Đây tiếp theo. Alo. 1 2 3. Đây. Tiếp theo tới cái này cũng rất là hay luôn. Ok. 1 2 3 4 5 6. Alo.
1, 2. Đây, cái này là cái mà rất là đáng để cho anh chị và các bạn kết nối lo kéo, kết nối với lại âm ly để lấy echo reverb con này mà hát. Rất là hay, anh chị và bạn đang nghe hiệu ứng trực tiếp đây. Nhớ là đeo tai nghe vào để cảm nhận hết âm thanh trực tiếp nha. Rồi, vang ít vang nhiều tùy anh chị và các bạn. Đây, lo hoàn chỉnh vừa lại nè. Đó, ok. Người yêu ơi, bao năm tháng qua, đôi ta đã sống không cùng ước mơ. Người yêu ơi, bao năm tháng qua, ta cứ cố gắng lại càng xa nhau. Đã không còn người yêu hỡi, ngày xưa ấy đôi ta bên nhau không rời. Ngồi trên cát nhìn biển đêm, hát vu vơ mấy câu tình ca, trái tim buồn. Đó, ok. Nói chung là ít nhiều tùy theo cái cảm âm của chúng ta, mà Lê Hoàng thấy cái hiệu ứng này cũng rất là ok. Alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái này cũng vậy, hiệu ứng này cũng vậy. Alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái này giống như là người ngoài hành tinh nói chuyện á. Nó cắt mất tiêu echo reverb luôn. Alo. 1. Đây, cái này cũng là giống như người cõi trên, cõi gì đâu á. Alo. 1, 2. Nó giống vậy đó. Làm mấy cái hiệu ứng ma cỏ được nè. Ok. Rồi. Alo. Đây, cái 15 này cũng hay nè. À, cái 16 chứ. 16 này cũng hay nè. Alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em dấu yêu ơi, em đang quay về 10 năm xa vắng. Anh sẽ đưa em. Đưa em đi đâu đó, quên mất rồi. Ok, nói chung là rất là hay. Rồi bây giờ Lê Hoàng sẽ điểm lại lần cuối cho anh chị và các bạn nghe những cái hiệu ứng hay trên con này. Để chỉnh cái này ở vừa vừa vậy đi, chúng ta sẽ nghe được hiệu ứng rất là hay. Số 1, ok. Alo. 1, 2. Số 2 ok, vặn lớn xíu nữa số 2 mới ok. Alo. Cái số 3 không thích lắm. Alo. 1. Số 4 thích luôn. Alo. Alo. 1, 2. Số 5 thích. Alo. 1. Đây, cái số 6 là số nãy nó rất thích đó. Alo. Số 7 cũng rất thích luôn. Alo. Cái này không thích lắm. Alo. Alo. Đây, cái số 9 này cũng cực kỳ thích nha. Alo. Alo. Rồi, cái số 10 cũng tuyệt vời. Alo. Alo. Thì mấy cái này là để làm mấy cái hiệu ứng phim này nọ nè, tiếng người ngoài hành tinh, tiếng ma cỏ gì đó. Alo. Rồi, số 16 tuyệt vời luôn. Đó, thì nhìn chung 16 echo reverb của nó là chúng ta xài được khoảng 8 cái rất là tuyệt vời rồi. Mà 8 cái đó chúng ta có thể điều chỉnh được ít nhiều ở đây nữa, là coi như là rất là nhiều hiệu ứng. Và con này Lê Hoàng đánh giá rất là cao. Đó, so với Icon U Pro thì 70 hiệu ứng người ta cài đặt sẵn hết rồi. Lê Hoàng không thích tại vì nó khô, nó thô. Còn đối với cái con này mượt mà dịu dàng, giống y chang nãy giờ Lê Hoàng làm cho anh chị và các bạn nghe nè. Âm thanh nó nghe rất là đã, và đặc biệt là thu vào âm thanh nó rất là trong trẻo luôn các bạn, anh chị. Rồi, xin cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều đã xem clip của Lê Hoàng. Thì anh chị nào yêu thích sản phẩm này nhớ liên hệ cho Lê Hoàng qua số điện thoại là 0989737960, Zalo là 24/24 để đặt mua một cái sản phẩm như thế này về. Và tất cả sản phẩm của Lê Hoàng đều được đăng trên kênh YouTube độc quyền, đó chính là Lê Hoàng Studio. Anh chị và các bạn nhớ nhấn nút subscribe, đăng ký kênh cũng như cái chuông bên cạnh để khi Lê Hoàng có đăng clip lên thì anh chị có thể nhận được ngay lập tức luôn. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Xin chào anh chị.